Xin chào, mình là Jay, mình làm về tô và những thứ linh tinh liên quan về đời sống tâm linh của mình. Và trong video này mình sẽ nói một vấn đề chính là không gian trong tô. Và thú thật với các bạn là mình nhận được một cái câu hỏi rất là nhiều, đó chính là: anh ơi, anh hãy hướng dẫn về vấn đề không gian ở trong tô đi, anh ơi, anh hãy hướng dẫn tìm đồ ở trong tô đi. Và đây là cái câu hỏi mình nhận rất là nhiều từ đó tới giờ luôn. Và ngày hôm nay mình quyết định là mình sẽ làm về vấn đề đó, và ngày hôm nay sẽ là video về vấn đề không gian trong tô của các bạn ha. Và mình sẽ cùng các bạn tìm thử tìm đồ bằng tô xem như thế nào các bạn ha. Nghe có vẻ thú vị đúng không? Vậy thì các bạn đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi, intro nào. Và đầu tiên mình xin phép nói trước, đó chính là về vấn đề không gian trong tô thì nó hoàn toàn rất là khó để có được một cái bộ nghĩa chung về không gian trong tô. Ví dụ như là Bốc Gà Lắp Phu là ở đâu, The Magician là ở đâu, The High Vintage là ở đâu, thì cái đó dường như là không thể và nó chỉ là dự đoán thôi bạn ha. Bởi vì mình hỏi từ 5 cho tới 10 reader, thậm chí 20 reader, mình gặp những reader nào biết và rành về tô, mình đều hỏi hết về vấn đề không gian trong tô, và tất cả mọi người đều không sử dụng một bộ nghĩa chung. Tất cả mọi người họ đều thứ nhất là dùng cái hình ảnh ở trên bộ bài, mà bạn biết rồi đó, trên bộ bài thì rất là nhiều người xài bộ khác nhau chứ đâu phải ai cũng xài right away đâu, đúng không? Rất là nhiều người xài những bộ bài khác nhau. Thứ nhất là họ dựa hình ảnh ở trên lá bài là cái thứ nhất. Thứ hai là họ dựa vào trực giác của họ, và thứ ba là họ dựa vào cái nghĩa gốc và từ nghĩa gốc suy ra cái vị trí không gian đó. Nghe có vẻ phức tạp đúng không? Thì đây là ba cái hình thức mà mình nhận được cái câu trả lời từ các bạn reader mà mình tham khảo. Cho nên là mình muốn nói các bạn, đó chính là về vấn đề tìm vật, nó không chắc chắn là có một cái bộ nghĩa cho bạn. Ví dụ như mình có thể mình sờ một cái bộ nghĩa da như thế này cho bạn để bạn biết được vật của bạn, thì nó có vẻ như là dường như là không thể, và nó phải cần cái thời gian bạn sẽ coi thử là bạn phù hợp với cái hình thức nào nhất các bạn ha. Và thật sự với các bạn á, là về vấn đề hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là mình đã tìm đồ bằng tarot như thế nào. Nói chung là mình cũng đã có những cái trải nghiệm tìm đồ bằng tarot, nhưng mà các bạn biết rồi đó, thì có cái được có cái không. Cái được á là những cái ví dụ như mình mất ở nhà nè, hoặc là mình mất ở những cái chỗ, nói chung là cái vật đó nó không được di chuyển bạn nha. Có nghĩa là bạn rơi ngoài đường, bạn kêu bạn tìm bằng tarot thì dường như khó lắm, tại người ta cầm đi mất tiêu rồi, đúng không? Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tìm chó mèo. Đây là những con vật nó có thể di chuyển cho nên khả năng tìm cũng khó. Bạn phải biết là bạn tìm đồ nhưng mà cái đồ đó nó phải nằm yên. Ví dụ như bạn để quên ở nhà, đánh rơi ở nhà hay là ở đâu đó mất, các bạn muốn tìm lại nó thì ok, nó có khả năng. Chứ mà cái đồ vật mà nó di chuyển thì nó rất là khó tìm nha. Cho nên là có những lần mình tìm được và có những lần mình tìm không, xác suất nó tầm khoảng 70% là mình tìm được nha bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ trải nghiệm cho các bạn thử một cái lần mà mình đã tìm đồ bằng tarot như thế nào ha. Và bộ bài mà mình sử dụng để thị phạm cho các bạn ngày hôm nay đó chính là bộ Rider Waite Borderless. Và nếu mà các bạn đang muốn sở hữu những bộ bài như thế này thì có thể truy cập vào trang phía bên dưới, đó chính là trang Jeta Shop, đang có giá rất là ưu đãi. Và nếu các bạn đang muốn xem tarot hoặc là muốn đăng ký những khóa học tarot thì có thể liên hệ ở đường link phía bên dưới, liên hệ với mình để nhận thông tin tư vấn từ mình các bạn ha. Ok, thì để chia sẻ một chút xíu thì cái ngày đó là một cái ngày mà mình phải đi rất là nhiều cái quán cà phê để mình phải xem bài cho khách các bạn ha, kiểu như mình xem offline á. Cho nên mình đi di chuyển khá là nhiều từ từ Coffee House nè, Highland nè, cho tới Tokotoko. Thì mình di chuyển khá là nhiều vị trí để mình đi xem bài cho khách. Thì lần đó mình đánh rơi một thứ, đó chính là bộ bài. Mình làm quên một cái bộ Oracle. Và mình tới về nhà thì mình không thấy nó nữa. Mình kiểu như là mình không 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 thấy nó nữa. Cho nên là mình quyết định là mình đi ba quán Highland, The Coffee House và Toko Toko. Thì mình không biết là mình có để rơi ở đâu hay không. Thế là lần đó mình bốc bài. Đầu tiên thì mình bốc ra lá, đó chính là The Magician. Mình đang hỏi bộ bài mình ở đâu. Nó ra mình The Magician. The Magician là sao bạn? Magician nó mang cái tính chất, đó chính là bạn nhìn thì hình thì cũng thấy rồi đó. Hình ảnh của một người, họ đang mặc chiếc áo và có một chiếc bàn. Trên bàn làm việc nó có đang những cái món nguyên liệu nằm trên bàn sẵn. Như vậy thì sao bạn, theo các bạn đoán nó đang nằm đâu? Lúc đó bản thân mình khi bốc ra The Magician thì mình đoán là mình đã để quên nó trong lúc mình đang làm việc, là đang coi bài đó, thì tất nhiên rồi đúng không? Và nó đang nằm trên bàn. Khả năng cao nó đang nằm trên bàn, nhưng với chừng này thông tin thì rất là khó, và cái thông tin này cho nó cũng như không các bạn, kiểu như là thì giờ đi coi bài nó nằm trên bàn, không nằm trên bàn chứ nằm ở đâu, đúng không? Thì đầu tiên cái thông tin mà mình biết đầu tiên đó chính là nó đang nằm trên bàn.
Nhưng mà có thể là khi mà bạn bóc ra bạn sẽ nói là ủa cái thông tin này đưa ra sao là sao, nó đâu có giúp ích được đâu, thì coi trên bàn, nằm trên bàn là đúng thôi. Nhưng mà với lá này thì mình thêm một cái thông tin nữa mình biết, đó chính là nó không bị di chuyển và nó ở đâu thì nó đang vẫn nằm yên ở đó. Ừ, ok, thông tin lúc đó mình nhận được là như vậy và mình đoán là nó đang vẫn nằm yên đó, mình nó không bị di chuyển và nó không không có phải ở chỗ khác, bóc ra được mà di sinh thì mình đoán là như vậy. Nhưng mà với chuyện này thông tin thì nó không đủ để mình tìm ra, tại mình đi tới ba quán luôn mà, thế nên mình bóc thêm một lá nữa và nó ra là lá A cúp. A cúp thì sao bạn? A cúp thì cái thứ mà mình liên tưởng tới đầu tiên á, nó là một cái gì đó có nước và nó là cái gì đó ở, bạn nhìn cái đờ A cúp á, bạn thấy nó giống gì? Nó giống như cái đài phun nước mày. Ừ, nó giống cái đài phun nước đúng không? Nó y chang cái đài phun nước luôn, thì cái đài phun nước này mình liên tưởng tới một cái hồ. Có một cái hồ. Ok. Thì cái bàn ở gần cái hồ. Rồi mình mường tượng ra, mình cũng chưa mường tượng ra được cái bàn gần cái hồ là chỗ nào ta. Có một cái đài phun nước, có một cái hồ. Rồi ok. Thì mình cảm thấy là nó vẫn còn chưa có đủ cái thông tin cho mình. Cho nên là mình quyết định là mình bóc ra một lá nữa. Và lá cuối cùng mình bóc ra đó chính là The Hangman. The Hangman thì bạn liên tưởng ra là gì? The Hangman này là gì vậy? The Hangman này thì mình lúc đầu thì mình không tưởng tượng ra được, thì mình đoán ha, The Hangman nó là cái gì đó dang dở, nó bị bỏ cuộc, nó bị dang dở, nó chưa xong, nó chưa hoàn thiện. Tại ý nghĩa là gì mà nó chưa hoàn thiện, nó chưa xong mà nó gọi là cái sự dang dở, sự giữa chừng đó. Thì mình đoán là có thể một cái sự dang dở giữa chừng này thì ứng trong cuộc sống, thì chắc là mình nghĩ là mấy cái công trường các bạn mà chưa có thi công xong á, mấy công trường mà gọi là đang dạng như là cũng hơi bỏ hoang chút xíu hoặc là delay chưa thực hiện được, thì mình đoán là như vậy. Thì lúc này mình ghép ba lá này lại là mình đoán là cái bộ bài của mình đang nằm trên bàn, và trên cái bàn này á thì mình chỉ có đi có ba quán thôi, là Coffee House, Highland với Tokotoko. Thì cái quán mình sẽ coi thử cái quán nào mà là cái quán mà thứ nhất nó phải gần cái đài phun nước nè, thứ hai nữa là nó phải gần những cái công trường đang thi công hoặc là đang thi công dang dở. Thì lập tức là mình nghĩ ngay tới một cái quán ở phố đi bộ, đó chính là quán hình như là quán Highland. Highland ở phố đi bộ thì thứ nhất Highland, phố đi bộ bạn, nó cũng có cái dạng như cái đài phun nước á, phun nước lên, và gần chỗ đó cũng có những cái công trường nó đang thi công dang dở, và thế là mình quyết định mình chạy tới The Highland. Và có một tin đó chính là cái bàn của mình ở trên bàn của mình á thì không còn bộ bài đó nữa, và bộ bài đó đã được dọn. Thì mình hỏi chị nhân viên, thì chị nhân viên có đem bộ bài đó cho mình, nhưng mà kiểu như là lúc đầu mình giải á, thì mình thấy là nó không bị di chuyển, nhưng mà có thể là trong lúc mà mình chạy tới đó thì nó đã bị di chuyển rồi. Nhưng mà cũng may á là mình hỏi chị nhân viên và chị nhân viên đã gửi lại cho mình. Và đây là cái trải nghiệm của mình tìm bộ bài Oracle của mình với ba lá bài này. Thì đó đó là cái trải nghiệm của mình đối với cái việc tìm bài, và có thể nói với bạn thì mình nghĩ là các bạn có thể trải và tìm thử. Và nói chung là mình thấy cái vấn đề nó khó thì nó cũng có một chút xíu khó đó, nhưng mình nghĩ là các bạn sẽ làm được thôi. Và thật sự với các bạn á thì có một cái cuốn sách nói về không gian trong Tarot và có kiến thức nói về không gian trong Tarot. Thì nếu mà các bạn muốn mình làm về những cái video như thế này, muốn mình hướng dẫn các bạn tìm vật, tìm đồ ở những video sau, thì bạn cứ comment bên dưới thì mình sẽ giúp các bạn, cung cấp cho các bạn thêm nhiều cái kiến thức mà mình biết về vấn đề không gian trong Tarot nữa các bạn ha. Và ok, thì chắc là video tới đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe nha. Các bạn có câu hỏi nào thì cứ comment bên dưới, mình sẽ giải đáp và trả lời các bạn sớm nhất có thể nha. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.